Xin chào bà con. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với bà con về bốn cái vấn đề để việc nuôi giun quế của chúng ta đạt được cái năng suất cao. Việc đầu tiên là về cái chuồng trại. Việc thứ hai là về cái thức ăn. Việc thứ ba là về cái độ ẩm. Việc thứ tư là việc chúng ta cần phải khai thác. Thì đầu tiên là cái việc xây chuồng trại, chúng ta cần phải đảm bảo nó phải có cái mái che nắng, che mưa và phải có cái độ tối và cái độ thông thoáng, mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Việc thứ hai là về cái thức ăn cho giun cần phải đầy đủ và đảm bảo chất lượng. Ở đây thì khi chúng ta quan sát ở trên bề mặt luống, khi thấy lượng thức ăn tươi giun đã ăn hết thì cần phải bổ sung, đưa thức ăn mới vào cho giun ăn, tránh việc để bỏ đói giun, lâu ngày giun sẽ bỏ đi. Và cái thức ăn cho giun cần phải đảm bảo chất lượng. Cái giun quế chúng ta thì nó ăn được tất cả các loại phân trâu, phân bò, phân lợn và các loại rác thải hữu cơ đang hoài mục. Việc thứ ba là chúng ta cần phải kiểm tra cái độ ẩm ở trong sinh khối định kỳ. Chúng ta kiểm tra bằng cách bốc nắm sinh khối lên như tôi đang làm. Đấy, và bóp nhẹ nhẹ. Khi chúng ta bỏ tay ra thì sinh khối nó vỡ tung ra, có nghĩa là sinh khối đang quá khô hoặc nước rỉ ra ở kẽ tay quá nhiều, có nghĩa là sinh khối đang ướt. Và khi chúng ta bỏ ra sinh khối vẫn còn nguyên như này là độ ẩm chúng ta vừa phải. Nếu sinh khối chúng ta quá khô hoặc có ướt thì chúng ta sẽ điều chỉnh như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ điều chỉnh cái độ ẩm thông qua cái lượng, cái độ ẩm của thức ăn chúng ta đưa vào. Nếu sinh khối mà khô thì chúng ta điều chỉnh cho thức ăn vào ở dạng lỏng hơn bình thường. Và nếu ở trong luống nuôi chúng ta độ ẩm cao thì chúng ta sẽ cho ăn cái thức ăn ở dạng đặc hơn. Độ ẩm trong sinh khối rất quan trọng. Nếu độ ẩm quá cao thì cái trứng kén ở trong sinh khối nó sẽ bị thối nhiều và nó không đảm bảo được nở. Còn khô quá nó cũng không nở được. Độ ẩm chúng ta nó vừa đủ thì trứng kén nó sẽ nở được rất nhiều giun con. Cái cách thứ hai để chúng ta bổ sung cái độ ẩm vào trong sinh khối đó là chúng ta nắp những cái bếp tưới tự động như này. Để khi sinh khối chúng ta khô thì chúng ta sẽ bơm nước vào để bổ sung độ ẩm. Cái vấn đề thứ tư là chúng ta cần phải khai thác giun tinh định kỳ. Bởi nếu chúng ta không khai thác thì cái mật độ giun nó quá dày và dẫn tới việc giun nó không phát triển được nhiều. Thì mỗi một chu kỳ chúng ta khai thác giun tinh là trong khoảng là 30 đến 40 ngày chúng ta sẽ khai thác một lần để chúng ta lấy bớt cái giun tinh, giun thịt ra thì nó sẽ có cái mật độ nó phát triển tốt. Trên đây là bốn cái vấn đề mà chúng tôi chia sẻ với bà con và các bạn. Chúc bà con và các bạn nuôi giun quế đạt được năng suất cao nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.